các bạn, mình là Đoàn Áp Dung. Mình đang trên tay chiếc Samsung Note 20 của Hàn Quốc nhé. Thì con này ban đầu nó cái bị lỗi như thế này. Đây các bạn xem ảnh bên cạnh nhé, là của anh khách anh gửi cho mình trước khi mình fix nhé. Là khi lắp SIM vào nó sẽ báo là nhập mã pin gồm 4 đến 8 chữ số như thế kia. Tại là nó là máy lock SIM. Thì thường thì máy Hàn thì rất ít khi nó bị lock SIM như thế này nhé. Nhưng mà thi thoảng sẽ có những con nó bị lock như thế này. Và sau khi mình fix lock xong ấy thì các bạn sẽ hết reset này, up ROM, update các thứ thoải mái, cũng không bị khóa lại nhé. Thì con này là mình đã fix xong rồi. Tí nữa mình sẽ lắp SIM cho bạn xem nhé. Thì anh đấy có thêm một con nữa là cái con Note 10 nhé. Con này là mã là N971N. Con này con Note 10 nhỏ, cái phiên bản mà không đổi được hai SIM ấy. Đấy. Thì con này khi mình làm cái này là sẽ phải rút máy để fix nhá. Đây thì mình áp cho nó một cái bản zoom rút máy. Ban đầu con Note 10 này lắp SIM nó không báo như này. Nhưng khi mà mình lắp áp một cái bản zoom rút máy rồi thì nó lại báo thêm một, thì nó lại không bị khóa ngay như thế kia. Nếu ở do nguyên của Hàn mà chưa rút nhá, là các bạn lắp SIM vào nó sẽ khóa cứng như thế này, nó không cho bạn dùng gì luôn nhá. Còn đây mình đã áp xong một cái bản ROM fix quốc tế ấy, thì nó sẽ báo thêm, nó sẽ vẫn cho dùng bình thường, nó sẽ báo là thẻ SIM không hợp lại. Và khởi động lại thì nó sẽ đòi code như thế này. Đấy, thì nói chung là đều fix được hết nhá. Đây mình sẽ khởi động lại cho bạn xem nó đòi code. Con này ban đầu ở ROM gốc của Hàn thì nó cũng báo khóa giống như cái con Note 20 kia. Đây mình sẽ khởi động lại cho bạn xem này. Nhá, con này khởi động lại thì nó báo là hãy nhập MCK, mạng mở khóa đã bị chặn, nhập quá nhiều lần. Đấy. Thì nói chung nó cũng là cái lỗi lock SIM nhá. Thì bây giờ mình sẽ tìm mình unlock nốt cái con Note 10 này và mình sẽ các bạn xem hai cái máy nó đều nhận SIM ok sau khi mình làm xong. Mình đã unlock xong cả hai con nhá. Giờ mình sẽ thử SIM con Note 10 cho bạn xem trước nhá. Này, gọi 900 này. Các bạn reset update thoải mái, up ROM thoải mái nhá. Đấy, ok. Ok con Note 10 nhá. Giờ mình sẽ cắm vào con Note 20 này. Đây là mình đã lắp SIM vào con Note 20 nhá. Mình cũng sẽ gọi cho bạn xem này. Ok nhá. Thì bên mình là Đoàn Áp Zoom. Mà fix cái phần mềm rồi thì chạy phần mềm Áp Zoom, phá mật khẩu, phá tài khoản Google, phá iCloud các thứ vân vân. Cho rất lên code quốc tế cho rất nhiều dòng Android, iPhone các thứ nhá. Rồi thì Samsung thì bên mình độ 2 SIM, rồi fix ngân hàng vân vân. Các bạn có nhu cầu thì đến bên mình. Search Đoàn Áp Zoom trên Google sẽ bên mình đầu tiên. Xin cảm ơn, xin chào các bạn.